Chào tất cả anh chị trở lại với shop Beta HCM. Hôm nay em lên những cái đợt cá mới nha anh chị ha. Thì cái đợt cá hôm nay thì gồm có 20 mã số. Thì đợt hôm trước á, anh chị ủng hộ những con Zalo rất là nhiều. Thì cái lứa này em lên cũng rất là nhiều những con Zalo để cho anh chị mình chọn ha. Thì có những con Zalo Galaxy nè, có những con Zalo Copper nữa. Có những con Zalo Copper ở trong clip hôm nay màu Copper rất là sáng nha anh chị ha. Vàng và vàng gold luôn. Bên cạnh đó sẽ có những cái con Nemo Copper form rất là đẹp. Nó có nền vàng và lên cả tay bơ luôn ha anh chị ha. Thì những cái con VIP nó ở phía sau. Còn mở đầu clip sẽ là những cái con mà tầm trung để cho anh chị mình dễ chơi ha. Những cái con này đa số cái form mà cái lứa này em cũng khá là ưng anh chị. Con số 2 này cái form rất là đẹp nha. Con cái vô nước lạ nó hơi nhát á, nên thành ra là nó chưa có bung. Nên em để cho anh chị 150. Con này nó vẫn rất là sung khỏe bình thường nha. Nó kè rất là mạnh. Nó vô nước nhát một xíu thôi. Và đợt cá hôm nay thì đa số từ 4 xăng tới khoảng gần 5 xăng nha anh chị ha, luôn đuôi, kích thước rất là bự. Thì những cái con cá này anh chị ủng hộ em thì bên em chỉ là tặng máy cho anh chị ha, tặng máy cùng loại cho anh chị luôn. Ví dụ như anh chị chọn Zalo Copper thì em sẽ tặng cho anh chị máy Zalo Copper. Còn anh chị chọn Nemo Galaxy thì sẽ được tặng máy Nemo Galaxy. Còn nếu anh chị, ví dụ như anh chị mua con Zalo Copper đi, nhưng mà nhà anh chị có máy rồi, muốn em tặng Nemo Galaxy thì vẫn được, cứ nhắn cho em sẽ lưu ý và em sẽ gửi tặng cho anh chị hết ha. Anh chị mua một cặp cũng được miễn ship lên anh chị ha. Như cái con số 4 này nè, đó, thì bảo đảm cho anh chị luôn, cái bộ form nó phải là cực khủng luôn ha. Dồn nó nhát quá trời nó nhát. Lúc này thì hôm nay á, mấy ngày nay là ngày trời mưa anh chị, thành ra là mấy con cá này nó cũng làm biến kèn một xíu luôn. Rồi cái mùa mưa này á, thì anh chị cũng lưu ý giúp em ha. Mình cho ăn á, mình cho ăn từng chỉ á, thì mình nhớ là rửa sạch cho em. Rửa thiệt là kỹ luôn, tại vì hổm rài thì em cũng có rất là nhiều anh khách bị dính trùng nè. Nói chung là em nuôi thì nó cũng có dính một số ít á, mặc dù em cũng rất là kỹ rồi. Nên em cũng lưu ý cho anh chị để mình tránh những cái trường hợp về con cá nó ăn nó trúng. Với cái mùa mưa này thì mình hạn chế cho ăn nhiều ha. Mình có thể là cho ăn bữa nghỉ hoặc là mỗi ngày mỗi ăn cũng được, nhưng mà ăn với chế độ vừa phải ha, và khoảng tầm 2 ngày mình thay nước một lần. Để số 6 này cũng rất là ok luôn, mấy con này tơ tơ hết trơn, còn đang lên màu rất là nhiều. Con số 6 này thì anh chị nuôi khoảng tầm 2 đến 3 tuần nữa thì màu nó sẽ phủ hết cơ thể đó ha. Hiện tại thì gần như nếu mà nhìn vô thì nó gần như là 90% nó đã đủ màu rồi. Bây giờ nuôi thì nó còn sẽ đậm lên nữa thôi. Bây giờ bộ form nó còn bung ra nữa. Trong phân khúc 150 thì em thấy con đó cũng là một sự lựa chọn rất là ok anh chị, về màu sắc và bộ form. Những cái con cá này thì em đã form nay chắc cũng khoảng từ tầm 2 tuần anh chị, gần 2 tuần thôi. Gần 2 tuần nên có một vài con nó cái lưng hoặc là cái vây nó hơi bị rách một xíu, thì em cũng để giá rất là mềm cho anh chị ha. Bình thường nha anh chị, cá tơ rắc bình thường anh chị nuôi tầm 10 ngày 2 tuần nữa là liền hết trơn. Tại em thấy cái lứa này nó đẹp quá đi, thành ra là em bắt lên em chia cho anh chị sớm. Như con số 8 này ha, anh chị thấy cái bộ form hết ý luôn. Thì những cái đợt cá F1 thì nó nghiêng về màu sắc, những cái đợt đó thì nghiêng về màu sắc một xíu thôi, đậm. Còn những con này là những con cá thuần Việt ha anh chị ha. Thành ra cái bộ này em sửa bộ form rất là ok rồi, đuôi star luôn. Mấy con này thì khoảng tầm 4 tháng mấy hết rồi anh chị, chứ không có nhỏ hơn đâu. Đó, anh chị thấy cái đầu với lại cái đuôi rất là móc. Máy thì anh chị về chỉ cần dưỡng tầm 10 ngày đến 2 tuần là mình có thể ép rồi nha. Máy em để ở trong bầy nên thành ra là nó sẽ bị cắn nhau khá là nhiều. Nó có một vài con thì nó bị cắn cái vây lưng. Nhưng mà anh chị mình cứ yên tâm ha, những con máy này là đủ tiêu chuẩn để cho anh chị ép luôn. Còn anh chị nào mà cần máy hàng VIP, hàng giống á, thì có thể liên hệ với em sẽ gửi hình ảnh những con máy đó qua cho anh chị chọn. Còn máy tặng là đủ tiêu chuẩn để cho anh chị ép rồi, đủ tiêu chuẩn để cho anh chị mình chơi cá rồi nha, chứ không phải là tặng cho anh chị cá máy dẹt đâu, anh chị cứ yên tâm. Chỉ con cá là ở trong bầy á, thành ra là nó hơi cắn một xíu. Nhưng mà cái mục đích của mình là nhận những con máy là mình về mình ép mà, nên cái thành ra cái rách một xíu cũng không sao. Rách thì nó cũng sẽ lành lại thôi. Rồi bé số 10 ha, bé số 10 này màu khá là tươi. Con này là con multi luôn ha, đuôi star. Con này thì nó dao động khoảng tầm 4 xăng anh chị ha, 4 xăng. Con này cái bộ đuôi của nó là nó nghiêng về metallic ha. Metallic khá nhiều. Nhắc tới con bên trong anh chị thấy con bên trong cá kè không?
thì rất là nhiều, em có lên con đó ở trên clip trước, em cũng lấy nó làm cái kè, thì rất là nhiều anh hỏi bắt con đó luôn, thì cũng có một anh khách quen đặt con đó. Rốt cuộc là hôm sau là em tính gửi cho ảnh rồi, nhưng mà có một cái trục chặt anh chị, là em lỡ bỏ nó vô một cái hũ có con cá sẵn rồi, thành ra là hai con đá te tua luôn. Bây giờ nó mất gần như là mất nửa cái lưng luôn, rốt cuộc là không thể giao cho anh đó được, giao cho anh khách được. Thì con đó là em quyết định là để lại em ép luôn, thì cái form rất là đẹp ha. Giờ lỡ rách rồi, mà rách sâu như vậy á, thì không thể nào mà khó mà có thể lành được lắm anh chị. Bây giờ là nó nó sẽ ở lại theo em làm giống luôn. Rồi bé số 12 ha, con này là một trong những con Zalo mà form đẹp nhất trong hôm nay nha. Nên chị nào mình thích Zalo á, mình có thể chọn bé này. Màu rất là lạ nha, màu xanh biển rồi có xanh ngọc ở trong đó nữa. Bé 13, anh chị thấy những cái con này, cái lứa này cái form như thế nào? Nói chung là em thì em thấy cũng ưng, khá là ưng bụng lên chị. Nói chung là về cải thiện một xíu nữa, với cái tông màu theo mình yêu thích một xíu nữa, hoặc là cái tông màu nào mà anh chị ít thích á, thì em sẽ làm cái tông màu đó. Bé này thì form rất là ok luôn. Đây là những cái con mà Nemo Cooper ha, cái đợt này ha, con này vẫy khá là nhiều. Ui Star. Thì nói chung là Nemo Cooper thì rất là nhiều anh, mỗi anh thì mỗi cái sở thích. Có anh thì thích vẫy nhuyễn, có anh thì thích vẫy mãng, hoặc là cũng có anh thì thích kiểu candy như con này ha. Con này thì nó nghiêng về giống như là vẫy Cooper nhiều giống candy. Thì cũng có anh nói là chơi Cooper là phải nhiều vẫy ha, nhiều vẫy Cooper thì nhớ mới nhìn ra con Cooper. Con này thì quá trời cái bộ form anh chị, nó khoảng 4 sẵn. Nó cũng có những cái đốm đốm như là những con file ha. Quá trời ok con này rồi. Nếu mà anh chị bắt con này thì em sẽ tặng cho anh chị những con mái Cooper về mình làm giống luôn. Rất là đẹp nha. Anh chị thấy cái lưng với cái đuôi không? Nó gồng lên là khích luôn ha. Rồi. Bé này thì nhìn sơ qua thì rất là nhiều anh sẽ đoán đây là một con Corret Galaxy ha, nhưng mà không phải nha. Con này là cái con trong bài Nemo Multi ra nha anh chị ha. Mà chẳng qua là cái mảng nó nghiêng về màu đỏ khá là nhiều, nên thành ra là mình nhìn sơ qua là tưởng đâu là một con Corret Galaxy, nhưng mà không phải. Nó có mảng cam trong đó là nó có máu Nemo rồi. Thì bây giờ nếu mà anh chị mình có chơi Corret á, hoặc là Nemo, mình cũng có thể đá like với nhau để mình tạo ra những cái con cá đủ màu sắc cũng rất là bình thường. Tại vì dòng coi Red và Galaxy và dòng Nemo Galaxy á, nó cũng gần với nhau rồi đó, là mấy con Multi nói chung đó anh chị ha. Hoặc là mình có thể đá với những con Nemo Cooper vẫn được. Nemo Cooper mình có thể đá với lại Multi cũng được ha, rồi đá với lại Galaxy, Nemo Galaxy cũng được. Nhưng mà em thì em chưa bao giờ đá con Nemo Cooper với lại con Corret Galaxy cả. Rồi, bé 16. Con này thì nghiêng về, nói chung là những con Cooper đợt này đa số là nó vậy Cooper Gold là nhiều ha anh chị ha, chứ không phải là vậy Cooper xám xi măng nữa. Bây giờ thì em cũng thấy là ít người làm vậy Cooper xám xi măng lắm chị. Thì cái đợt trước á, là những con mà Cooper Gold thì được nhiều đa số khách hàng ưa chuộng hơn, nên tất cả và em thấy nó cũng có giá hơn á. Thì lại đa số những người trại người ta bắt đầu làm qua những con Cooper Gold như vậy ha. Nên bây giờ em cũng thấy ít những ai mà làm những con Cooper xám xi măng lắm. Nhưng mà vẫn còn ha, vẫn còn. Đây là bé Nemo Cooper. Con này cũng hàng VIP nha anh chị. Đó, con này quá trời cái bộ form nó gồng lên rất đẹp nha. Chị thấy cái từ cái lưng không? Lưng cái đuôi nó gồng lên là chỉ có một đường thôi. Đầu rất là tròn. Thì làm coi á, đa số là cái đầu là cái khó sửa nhất anh chị. Bộ đuôi thì bộ lưng thì anh chị có thể sửa bự móc cao thì vẫn ok đó, nhưng mà cái đầu nó tròn khó lắm. Mặc dù là cha mẹ cũng tiễn dữ lắm rồi đó, nhưng mà cũng sẽ ra một cái số lượng những con mà hàng VIP ít thôi chứ nó không có nhiều. Rồi đây là một con Multi ha. Con này Multi nhưng mà nghiêng về candy một xíu ha. Vẫy metallic khá là nhiều. Bé này trong phân khúc 250. Đó. Em cũng có những cái con mái mà mảng candy luôn ha. Nếu mà anh chị nào mà bắt con S18 này á, mà có yêu thích muốn mà tạo ra những con vẫy Multi candy giống vậy á, thì có thể yêu cầu em hoặc là nhắn cho em, báo cho em sẽ lựa những con mái như vậy tặng cho anh chị luôn. Nói chung là mái đẹp rất là nhiều.
Bây giờ hiện tại là còn khoảng còn 500 con máy ha, khoảng 500 con máy thì em chừa lại đâu đó hổng, em tách ra có 5-60 con gì để em làm giống thôi, còn rất rất là nhiều con cá đẹp luôn. 500 con thì rất rất là nhiều con cá đẹp luôn để tặng cho anh chị thôi. Đó. Ví dụ hoặc là anh chị nào mà thích chơi hy sinh thì em có chia lại một ít ha. Cá đẹp còn rất là nhiều. Mã 19 ha, con này là con multi candy ha, con này quá đẹp luôn. Màu rất là rực. Rồi bé 20, bé 20 là bé cao nhất trong hôm nay ha. Tại vì sao, con này là có cái tay bơi anh chị. Hai tay bơi luôn chứ không phải một nữa. Đuôi star nữa. Con này về mà phải làm giống lên chị, không làm giống là uổng lắm luôn á. Rồi cảm ơn anh chị nha. Anh chị nào mà yêu thích bé nào thì cứ nhắn cho em ha. Chúc anh chị có buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc với gia đình của mình nha. Cảm ơn anh chị ủng hộ rất là nhiều.